Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, gọi tắt là NIHE, vừa có công văn 2916 gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các địa phương thông báo gia hạn 9 lô vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Tại công văn 2916, lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, theo văn bản số 12926 ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty Pfizer nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với lô vaccine có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn, tăng thêm 3 tháng so với hạn dùng in trên nhãn, thời gian áp dụng từ ngày 22 tháng 10 năm 2021. Căn cứ theo văn bản số PFZ-1824-2111-REG và thư ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Pfizer Việt Nam về hạn dùng của 9 lô vaccine 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị CDC các tỉnh thành thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm, áp dụng hạn dùng của các lô vaccine Pfizer này theo thông tin tại phụ lục 1 kèm theo công văn 2916. CDC các tỉnh thành chỉ đạo cán bộ y tế tư vấn kỹ cho đối tượng tiêm chủng, cha mẹ, trẻ em đầy đủ thông tin, tránh hiểu sai về hạn dùng của vaccine. CDC các tỉnh thành chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ tại các quyết định 1595 và quyết định số 1712 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ban hành ngày 9 tháng 12 năm 2021 cho các đối tượng trên địa bàn trong thời gian sớm nhất, không để hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng. Trong 9 lô vaccine trong danh sách gia hạn sử dụng tại công văn 2916, có 2 lô 124001 và 123002 đã được Bộ Y tế thông báo gia hạn trước đó. Về lý do gia hạn vaccine Pfizer, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, từ ngày 22 tháng 8 vừa qua, vaccine Pfizer đã được Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ FDA và Cơ quan Quản lý Dược Châu Âu EMA ngày 10 tháng 9 thông qua hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân cho biết thêm, việc tăng hạn sử dụng của vaccine Pfizer được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau, kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất. Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả. Các lô vaccine Pfizer có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng sau thời gian FDA và EMA phê duyệt. Trên cơ sở kết luận của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu EMA ngày 30 tháng 9, Hội đồng Tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của Việt Nam đã chính thức thông qua việc kéo dài hạn sử dụng đối với vaccine của Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Đến thời điểm này, có 9 lô vaccine Pfizer nhập khẩu được Bộ Y tế gia hạn từ 6 tháng lên 9 tháng, cụ thể số lô và hạn sử dụng trên nhãn. Lô vaccine 124001 gia hạn sử dụng từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 sang ngày 28 tháng 2 năm 2022. Lô vaccine 123002 gia hạn sử dụng từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 sang ngày 28 tháng 2 năm 2022. Lô vaccine 126001 gia hạn sử dụng từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 sang ngày 28 tháng 2 năm 2022. Lô vaccine 123001 gia hạn sử dụng từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 sang ngày 28 tháng 2 năm 2022. Lô vaccine 128002 gia hạn sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sang ngày 31 tháng 3 năm 2022. Lô vaccine 129001 gia hạn sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sang ngày 31 tháng 3 năm 2022. Lô vaccine PCA0006 gia hạn sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sang ngày 31 tháng 3 năm 2022. Lô vaccine PCA0017 gia hạn sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 sang ngày 31 tháng 3 năm 2022. Lô vaccine PCA0021 gia hạn sử dụng từ ngày 31 tháng 1 năm 2022 sang ngày 30 tháng 4 năm 2022.